Nga đánh bật lực lượng Ukraine giành quyền kiểm soát làng Semyonovka. Dụ tin binh sĩ Pháp bị tấn công bởi Nga tại Slavyan. Phi công Ukraine gặp khó khăn trong việc vận hành máy bay chiến đấu F-16. Israel có thể sẽ nhắm vào cơ sở hạt nhân nếu quyết định trả đũa Iran. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo đó, quân đội Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine để nắm quyền kiểm soát làng Semyonovka ở phía tây Avdiivka và tiếp tục tiến công thành công về phía bắc thành phố, tiến tới Ocheretino. Theo thông tin từ kênh Military Summary, ngày 15 tháng 4, lực lượng Moscow đã hoàn toàn kiểm soát ngôi làng Semyonovka và tiếp tục dọn dẹp Berdichi. Kênh Riba cho biết, tại khu vực Avdiivka, lực lượng Nga tiếp tục tiến công thành công và mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phía tây ngôi làng tới Novobakhmutovka. Tại Semyonovka, quân đội Nga đã đặt chân tới trung tâm của làng. Ngoài việc tiến công theo phía tây, họ cũng tiếp tục duy trì thành công ở sườn phía bắc của Avdiivka. Kênh Ritovka thông tin rằng, tại Avdiivka, sau khi khóa chặt các đơn vị Ukraine tại khu vực Novokilanovo, lực lượng Moscow đã tiến công vào Ocheretino, một trung tâm hậu cần quan trọng của đối phương trong khu vực này. Tuyến đường sắt đi qua Ocheretino cùng với mạng lưới đường nối Novobakhmutovka, Arkhangelsk-Kozhe, Keramik và Novokalinovo cũng bắt nguồn từ đó. Do đó, việc Ocheretino sụp đổ, mất vai trò vị trí trung tâm cung cấp thường xuyên cho các đơn vị Ukraine trong khu vực này có thể sẽ đe dọa bộ chỉ huy Ukraine với một cuộc khủng hoảng chiến thuật khác trước ưu thế vượt trội của đối phương. Kênh Geroman xác nhận rằng, vào chiều ngày 15 tháng 4, lực lượng Moscow đã đánh bại đối phương và giành quyền kiểm soát tại Semyonovka. Tuy nhiên, công tác truy quét tàn quân Ukraine tại khu định cư vẫn đang tiếp tục. Bên cạnh đó, họ cũng tiếp tục tiến công thành công ở phía bắc Berdichi, hướng tới Ocheretino. Nhờ vào các hoạt động tấn công tích cực và sự hợp tác chặt chẽ giữa không quân Nga, pháo binh và bộ binh, Nga đã kiểm soát được hai điểm chiến lược quan trọng của đối phương, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho các đơn vị Ukraine ở Berdichi. Không chỉ vậy, lực lượng Moscow cũng đã tiến sát đến vùng ngoại ô của làng. Novobakhmutovka nằm ở phía nam Ocheretino và buộc đối phương phải rút lui khỏi phần lớn Zarya, mặc dù vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn. Tại khu vực này, lực lượng Ukraine dần bị đẩy lùi về phía Ocheretino, nơi họ sẽ phải cố gắng giữ vững bằng được. Bởi nếu khu định cư này thất thủ, thì tuyến phòng thủ tiếp theo của lực lượng Kiev dọc theo Novosenka, Pervaya, Novoprokhovsky, Solovoy sẽ trở nên vô nghĩa. Theo kênh Surichak Map, quân đội Nga đã có những tiến bộ đáng kể bên trong thành phố công nghiệp nhỏ Krasnogorivka. Ở đó, họ đã kiểm soát các ngôi nhà nông thôn ở ngoại ô phía đông nam cho đến tận khu nghĩa trang. Hơn nữa, lực lượng Nga cũng tiến đến ga xe lửa và các tuyến đường phía nam như Zalichina, Lermontova và Vosmohoberenia. Có thể thấy, lực lượng Moscow đã đạt được một bước tiến quan trọng trong cuộc tấn công tại Krasnogorivka. Một trận chiến đô thị khốc liệt đã bắt đầu, trong đó bom MAB đóng vai trò quan trọng để mở đường cho quân Nga. Tuy nhiên, tiến triển của họ có thể sẽ bị chậm lại khi đối mặt với khu công nghiệp, nơi mà binh sĩ Ukraine có thể cố thủ. Dự kiến, trận chiến giành lấy khu định cư này sẽ kéo dài ít nhất cho đến hết mùa xuân, tức là khoảng tháng 5 năm nay. Theo kênh RV Voenkuri tại Krasnogorivka, trực thăng tấn công của Nga đã tập trung tấn công vào các vị trí của đối phương, hỗ trợ cho các cuộc tấn công của bộ binh trong mũi xung kích, gồm 6 xe chiến đấu. Các trận chiến đô thị tiếp tục diễn ra ở ngoại ô phía đông nam của thành phố, nơi lực lượng Nga đang củng cố bàn đạp. Lực lượng Kiev được yểm trợ bởi các xe bọc thép, đang cố gắng phản công để đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực đô thị. Kênh Geroman cũng xác nhận rằng lực lượng Moscow đã tiến vào Krasnogorivka từ phía nam và kiểm soát ngôi làng nghỉ mát ở phía đông nam của thị trấn, đồng thời tiến công xa hơn về phía bắc dọc theo các tuyến chiến hào. Theo kênh ZLATI71 có thông tin cho rằng quân Nga đã tiến sâu hơn vào vị trí của đối phương, khi các nhóm xung kích được hỗ trợ bởi các xe bọc thép và máy bay đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của Chasovka. Các cuộc đấu súng đang diễn ra dọc theo đường Zelena và đang dần tiến gần đến kênh Seversky Donetsk. Kênh Riba cho biết,
những thành quả của cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine đang đứng trước nguy cơ mất toàn bộ khi lực lượng Moscow đang hình thành thế bao vây xung quanh Rabotine. Lực lượng Kiev báo cáo rằng binh sĩ Nga đang kiểm soát tất cả các vị trí chủ chốt và có nguy cơ không thể giữ được ngôi làng này. Các cuộc đụng độ ở Rabotine và phía tây bắc Vobovoy đã được báo cáo. Trước nguy cơ khu định cư đã giành được trong cuộc phản công hè thu năm ngoái bị thất thủ, lực lượng Ukraine đã tăng cường tuyến phòng thủ thứ cấp ở khu vực Orekhov để sẵn sàng ứng phó một cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương. Theo thông tin từ tờ Ukrainska Pravda, báo cáo tối 15 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ, 87 cuộc đụng độ đã được ghi nhận trên mặt trận. Đối phương phóng 15 tên lửa, thực hiện 18 cuộc không kích và 29 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh, lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Marinka và Orekhov, Zaporizhia. Theo hướng Kupiansk, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi trên hướng Kherson, họ vẫn giữ ý định đẩy lùi các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro với 4 cuộc tấn công bất thành vào khu vực làng Kerinki. Báo cáo nêu rõ, trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào hai khu vực tập trung quân và một điểm kiểm soát của Nga. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một khẩu pháo, 3 khu vực tập trung quân và 4 điểm điều khiển UAV của đối phương. Mới đây, một báo cáo chỉ ra rằng nhóm binh sĩ Pháp thuộc lực lượng tình nguyện đã hứng chịu một cuộc tấn công của Nga. Điều phối viên của lực lượng tác chiến tại Nikolaev, ông Sergei Lebedev cho biết, các đơn vị quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào vị trí của các binh lính Pháp ở Slavyansk. Theo ông Lebedev, mục tiêu của cuộc tấn công là một cơ sở quân sự, nơi lính pháo binh Ukraine và có thể cả binh sĩ Pháp đóng quân, sau khi nhận được báo cáo về sự xuất hiện của họ cùng với các tổ hợp pháo tự hành Caesar để hỗ trợ quân đội Ukraine. Ngoài ra, ông Lebedev chia sẻ thêm về một phần quan trọng của khu vực Slavyansk đang bị kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Nhiều biện pháp được triển khai để phong tỏa thành phố và tiến hành kiểm tra hàng loạt tài liệu cũng như điện thoại thông minh của người dân. Hiện tại, theo thông tin chưa được xác nhận, quân đội y tế từ Pavlograd đã đến hiện trường vụ tấn công để hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, con số thương vong cụ thể cho tới nay vẫn chưa có. Đây không phải lần đầu tiên Moscow tấn công vào các địa điểm có lính nước ngoài. Hồi tháng 1 năm 2024, quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một điểm triển khai tạm thời của các tình nguyện viên phương Tây ở Kharkiv. Sau đó, các phương tiện truyền thông Nga cho biết đó là nơi có nhiều binh sĩ phương Tây, đặc biệt là người Pháp. Cuộc tấn công này gây ra tổn thất đáng kể cho lính nước ngoài. Hiện tại, phía Ukraine chưa có thông báo nào xác nhận về cuộc tấn công của quân đội Nga vào Slavyansk. Không chỉ vậy, cả Kiev và Paris đều phủ nhận sự hiện diện của quân nhân người Pháp tại địa điểm này. Trước đó, các phương tiện truyền thông khu vực đã đưa tin về sự xuất hiện của một nhóm binh sĩ Pháp tại Slavyansk. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu họ là chính quy hay tình nguyện viên. Những binh sĩ có thể là các kỹ thuật viên hỗ trợ điều chỉnh pháo tự hành Caesar cho quân đội Ukraine, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng họ sẽ tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến đấu trong tương lai gần. Trong bối cảnh Ukraine sắp nhận được hàng loạt tiêm kích F-16 từ đồng minh và các phi công Ukraine được đào tạo để sử dụng chúng, một phi công Ukraine có biệt danh Morphis đang chuẩn bị chuyển giao F-16 đã thừa nhận. Quá trình chuyển đổi như việc từ bỏ một chiếc điện thoại cục gạch để sử dụng một chiếc iPhone với nhiều tính năng hơn. Một trong 6 người đang được huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu tại căn cứ Strichup ở Đan Mạch, phi công Morphis nhấn mạnh, F-16 là lưỡi dao của quân đội Thụy Sĩ, đây là một vũ khí rất tốt mà có thể thực hiện mọi nhiệm vụ. Anh cho biết, F-16 có khả năng hỗ trợ trên không, tấn công mục tiêu trên mặt đất, hạ gục máy bay đối phương và đánh chặn tên lửa. Phi công này mô tả chiến đấu cơ F-16 rất tuyệt vời, có khả năng điều khiển nhẹ nhàng nhờ vào phần mềm hỗ trợ, nhưng máy bay có hệ thống điện tử phức tạp hơn các máy bay chiến đấu phản lực do Liên Xô sản xuất. Phi công muốn viết nói, mặc dù F-16 dễ bay hơn nhiều, nhưng thích ứng với các hệ thống điện tử tiên tiến hơn trên máy bay là một thách thức. Anh nhận định, việc này giống như nâng cấp từ Nokia cũ với màn hình đen trắng lên iPhone đời mới. Tuy nhiên, một khi F-16 được đưa vào biên chế chiến đấu với số lượng đủ lớn, không quân Ukraine sẽ có khả năng thực hiện các mục tiêu quan trọng sau. Thứ nhất, F-16 có thể phối hợp với MiG-29 và Su-27, giúp Ukraine giành lại sự chủ động tương đối trên không, từ đó đánh chặn và ngăn chặn các hoạt động của máy bay chiến đấu Nga, ngăn chúng tiến sâu vào nội địa và tấn công các mục tiêu trên mặt đất, làm giảm sức mạnh hoặc vô hiệu hóa lực lượng phòng không của Ukraine. Chỉ việc ngăn chặn các máy bay chiến đấu thả bom từ xa được coi là một thành công lớn đối với Ukraine. Hơn nữa, F-16 có thể lấp đầy vào các khoảng trống tạm thời hoặc tăng cường lực lượng trong việc đánh chặn tên lửa hành trình của Nga. Một khi các hệ thống phòng không của Ukraine bị hỏng hoặc không đủ linh hoạt để bảo vệ toàn diện,
Thứ hai, F-16 có thể hợp tác với Su-24 và các loại máy bay khác để tăng cường sức mạnh chi viện hỏa lực đường không cho lực lượng đất đánh trên mặt đất. Thứ ba, quan trọng nhất, F-16 có thể hoạt động như là phương tiện tấn công từ xa bằng cách sử dụng các loại tên lửa hành trình của Mỹ như AGM-158, GRSM và biến thể diệt hạm LRASM hoặc các loại tên lửa hành trình phương Tây. Nhiệm vụ của chúng là tiến hành các cuộc tấn công hoặc phản kích từ xa vào lãnh thổ Nga và các khu vực ở miền đông Ukraine đang được kiểm soát bởi Nga. Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ của Hạ viện Mỹ, Tổng tư lệnh lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu, tướng Christopher Cavoli đã liệt kê những thách thức mà phi công Ukraine đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi lên máy bay tiêm kích F-16. Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu nhấn mạnh rằng, dù F-16 có thể mang lại lợi ích cho lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng quá trình chuyển từ máy bay tiêm kích thế hệ trước của Liên Xô sang máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư hiện đại hiện đang gây ra những khó khăn đối với phi công Ukraine. Ông nói, chúng tôi đang làm việc này cùng với họ của một liên minh các quốc gia đang làm việc. Cuối cùng, đây sẽ là một thứ vô cùng quý giá đối với họ. Tướng Cavoli tuyên bố, một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình huấn luyện phi công Ukraine trên F-16 là trình độ tiếng Anh của họ. Ông nói, nếu tất cả sách giáo khoa, hướng dẫn sử dụng và tất cả nút đều được viết bằng tiếng Anh, thì ít nhất bạn cũng phải biết đủ tiếng Anh cho việc này. Nhân tiện, đây cũng là ngôn ngữ quốc tế cho các chuyến bay, vì vậy bạn chỉ cần có trình độ ngoại ngữ nhất định, đây là bước đầu tiên. Một vấn đề khác mà tướng Mỹ nhấn mạnh là một số phi công Ukraine chưa được đào tạo cơ bản đầy đủ. Trong trường hợp này, việc ưu tiên là phải hoàn thành việc đào tạo cơ bản trước khi họ có thể trở thành phi công thành thạo trên F-16. Tướng Cavoli cũng chỉ ra rằng Ukraine đang thiếu hụt phi công quân sự. Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu chia sẻ thêm. Yếu tố hạn chế về số lượng mà chúng tôi đào tạo hiện nay là sự sẵn có của các phi công Ukraine. Người Ukraine đã tính toán cẩn thận số lượng phi công họ có thể gửi đi mà vẫn duy trì mức độ hoạt động chiến đấu phù hợp ở quê nhà. Và đây là yếu tố quyết định quy mô đào tạo thực tế. Trong một diễn biến liên quan khác, tờ Nestavisen của Na Uy tiết lộ, là một thành viên của Liên minh máy bay chiến đấu, Na Uy đang chuẩn bị chuyển giao 22 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, trong đó có 12 chiếc ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Na Uy nhận được sự cho phép từ Mỹ để chuyển giao 22 máy bay này sang Ukraine, bao gồm cả động cơ, phụ tùng đi kèm, thiết bị mô phỏng và các thiết bị liên quan khác. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa rằng tất cả chúng sẽ có đầy đủ chức năng khi được chuyển giao. Một số trong số chúng chỉ có thể được sử dụng làm phụ tùng thay thế hoặc để sửa chữa các máy bay khác. Mới đây đã xuất hiện những thông tin tiết lộ Israel được cho là sẽ đưa ra những hành động trả đũa bất chấp đòn tấn công của Iran gây thiệt hại tối thiểu. Sau cuộc tấn công mà Iran đã tiến hành, chính phủ Israel dự kiến sẽ thảo luận về khả năng trả đũa trong cuộc họp sắp diễn ra. Theo người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tá Peter Lerner, Tehran đã phóng một số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự của Israel. Các chuyên gia lo ngại cơ sở hạt nhân của Iran có thể là mục tiêu trả đũa của IDF. Iran được cho là đã thực hiện chiến thuật tương tự như quân đội Nga, bắt đầu bằng việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử để tạo ra khoảng trống trong hệ thống phòng không, sau đó tiến hành phóng tên lửa đạn đạo. Các nhà phân tích nhấn mạnh, mặc dù lực lượng phòng không Israel đã đạt được hiệu quả rất cao trong việc đánh chặn hầu hết các máy bay không người lái và tên lửa tấn công, nhưng Iran vẫn tuyên bố chiến dịch quân sự của họ đã thành công. Theo Tehran, 7 tên lửa đạn đạo được cho là đã đánh trúng căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, nơi đặt căn cứ của máy bay chiến đấu F-35i AD thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm sau, sân bay quân sự này vẫn tiếp tục hoạt động, cho thấy thiệt hại ở mức tối thiểu và dữ liệu từ Tehran không phản ánh đúng thực tế. Israel sau khi công bố kế hoạch đáp trả cuộc tấn công đã bày tỏ ý định phối hợp hành động với Hoa Kỳ. Theo các phương tiện truyền thông, Washington nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận như vậy khi cảnh báo mức độ nghiêm trọng của tình hình và những nguy cơ leo thang xung đột có thể xảy ra. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel nhưng không muốn căng thẳng leo thang ở khu vực. Ông Kirby nhấn mạnh, tôi nghĩ Tổng thống Joe Biden đã một lần nữa nói rất rõ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng chúng tôi không muốn xung đột với Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Thủ tướng Israel Netanyahu rằng Washington sẽ không ủng hộ các cuộc tấn công của Israel nhằm trả đũa Iran sau khi Tehran tấn công Israel rạng sáng 14 tháng 4. Chủ nhân Nhà Trắng được cho là đã nêu quan điểm rằng Israel nên coi việc đánh chặn thành công hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái là một thắng lợi. Mặc dù vậy, theo Tel Aviv, việc bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào nhằm vào lãnh thổ của họ đều không thể bỏ qua, dù ít thiệt hại được ghi nhận.
Một vấn đề khác cần đề cập là thông tin cho biết chi phí đánh trận của Israel trong trận đánh vừa qua lên tới 1 tỷ đô la. Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel Benny Gantz tuyên bố Israel sẽ buộc Iran phải trả giá theo phương thức và thời điểm phù hợp với chúng tôi. Tại cuộc họp hôm qua, các thành viên nội các Israel đều ủng hộ phương án trả đũa, song vẫn bất đồng về thời gian và quy mô đáp trả. Theo các chuyên gia phân tích, Iran khi thực hiện vụ đáp trả Israel đã có tính toán để tránh nguy cơ căng thẳng leo thang vượt kiểm soát. Một số chuyên gia đánh giá rằng Trung Quốc có thể giúp giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông sau loạt không kích gần đây với Israel bằng cách tác động lên Iran. Sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào Israel bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa, Trung Quốc đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Cuộc tấn công này đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột quy mô lớn trong khu vực, nơi mà Bắc Kinh đã cam kết đóng vai trò kiến tạo hòa bình và thúc đẩy tầm nhìn an ninh. Ngày 14 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế để ngăn chặn leo thang hơn nữa. Trung Quốc nhìn nhận những căng thẳng mới nhất giữa Israel và Iran là sự lan tỏa từ cuộc xung đột ở Gaza, mà Bắc Kinh cho rằng cuộc xung đột này nên kết thúc càng sớm càng tốt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước có ảnh hưởng, đóng vai trò mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo Tehran, cuộc không kích của Iran được cho là để trả đũa vụ đánh bom vào tòa nhà ngoại giao Iran ở Damascus, Syria ngày 1 tháng 4 là lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ của mình vào Israel. Quyết định tấn công trực tiếp của Iran vào Israel đã đẩy cuộc chiến trong bóng tối giữa hai đối thủ trong khu vực trở nên công khai. Các đồng minh phương Tây đang kêu gọi Israel giảm leo thang do lo ngại một cuộc chiến toàn diện trong khu vực, một kịch bản mà Washington đang tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của Bắc Kinh để ngăn chặn. Sau cuộc tấn công vào Damascus mà Iran đổ lỗi cho Israel thực hiện, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trao đổi với các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, cũng như các đồng nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Mục đích của cuộc trao đổi là làm rõ rằng leo thang không có lợi cho bất kỳ ai và các nước nên thúc giục Iran không leo thang. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ đề nghị Trung Quốc gây ảnh hưởng đến Iran kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Cuộc tấn công mới nhất của Iran vào Israel một lần nữa đặt ra câu hỏi về việc Trung Quốc sẽ sử dụng đòn bẩy như thế nào đối với Iran và liệu Bắc Kinh có sẵn sàng sử dụng tầm ảnh hưởng của mình hay không. Giáo sư trợ lý Đại học Groningen ở Hà Lan William Figueroa nhận định về lý thuyết Trung Quốc có rất nhiều đòn bẩy tiềm năng đối với Iran. Trong suốt thập kỷ qua, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Iran, mua 90% tổng lượng dầu xuất khẩu của đất nước này, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn thu vững chắc cho Tehran, trước áp đặt các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Hơn nữa, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng cung cấp cho Iran các thiết bị an ninh và giám sát. Tuy nhiên, theo giáo sư Figueroa, trên thực tế, Trung Quốc gặp khó khăn khi muốn sử dụng những đòn bẩy này để ảnh hưởng đến hành vi của Iran. Vị giáo sư này cho biết, vũ khí hóa các mối quan hệ thương mại này, đặc biệt là theo cách gây chú ý như vậy, sẽ làm suy yếu chiến lược khu vực lớn hơn của họ trong việc phát triển các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ trên khắp Nam bán cầu. Trong những năm gần đây, Trung Quốc mở rộng sự hiện diện kinh tế và chính trị của mình ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cam kết đóng góp trí tuệ của Trung Quốc để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực như một phần của sáng kiến an ninh toàn cầu, nhằm tạo ra một phương án thay thế cho trật tự an ninh dưới sự dẫn dắt của phương Tây. Theo các nhà phân tích, từ năm 2023, Bắc Kinh đã đóng vai trò trung gian trong việc tái thiết mối quan hệ lịch sử giữa Ả Rập Xê Út và Iran, hai đối thủ truyền kiếp trong khu vực. Tuy nhiên, việc can thiệp vào cuộc xung đột hiện đang diễn ra có thể là một thách thức lớn hơn đối với Trung Quốc. Chuyên gia Figueroa chia sẻ thêm, mặc dù hài lòng vì được đóng vai trò trong các cuộc đàm phán, nhưng thực tế là họ thiếu khả năng tạo sức ép thực sự trong khu vực và vẫn chủ yếu quan tâm đến các sáng kiến thương mại và ngoại giao. Họ nhận thức được điều này và không mong muốn mở rộng quá mức bản thân như cách họ tin rằng Mỹ đã làm. Trong bối cảnh Trung Quốc thực sự quan ngại về nguy cơ của một cuộc xung đột lớn hơn, có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và thương mại của họ trong khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực các hợp đồng năng lượng, Bắc Kinh tin rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở cuộc xung đột ở Gaza. Chuyên gia Figueroa cho biết thêm, do đó họ thấy giải pháp thực sự không phải là Trung Quốc kiềm chế Iran, mà là ở việc Mỹ kiềm chế Israel và đưa xung đột đến một giải pháp thương lượng bao gồm giải pháp hai nhà nước. Trái ngược với phản ứng của Mỹ và các đồng minh phương Tây, Trung Quốc không lên án Iran về cuộc tấn công diễn ra trong thời gian vừa qua, cũng giống như cách Bắc Kinh phản ứng sau khi Tehran cáo buộc Israel tiến hành cuộc tấn công vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Syria hồi đầu tháng. Bắc Kinh đã phát đi một tuyên bố mạnh mẽ sau cuộc không kích ở Damascus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ một ngày sau vụ tấn công rằng an ninh của các cơ quan ngoại giao không được xâm phạm, chủ quyền và độc lập của Syria phải được tôn trọng. Trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông, chúng tôi phản đối bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã truyền đạt thông điệp này tới Washington trong thời gian vừa qua thông qua cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và ông Blinken.
Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc cực lực lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria. Theo Giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Stimson đặt tại Washington, Jun Sun cho biết Trung Quốc không muốn lên án Iran về các cuộc tấn công trả đũa vì họ coi Tehran là nạn nhân. Chuyên gia Sun nhận định, do đó khó có khả năng Trung Quốc gây áp lực lên Iran. Đối với Trung Quốc, nếu Mỹ gây áp lực đủ lớn lên Israel thì cả cuộc tấn công của Israel lẫn sự trả đũa của Iran đều sẽ không xảy ra. Việc gây áp lực lên Iran, quốc gia được coi là nạn nhân ngay từ đầu là phi logic. Đức triệu tập đại sứ Iran sau căng thẳng Iran-Israel. Ngày 15 tháng 4, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức thông báo trong buổi sáng cùng ngày, Đức đã triệu đại sứ Iran tại nước này sau vụ tấn công từ Tehran bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa nhằm vào Israel vào sáng 14 tháng 4. Theo người phát ngôn, cuộc gặp đang diễn ra và không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Cùng ngày, Nga cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình leo thang ở khu vực Trung Đông sau vụ tấn công của Iran, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực kiềm chế. Người phát ngôn từ Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, căng thẳng tiếp tục leo thang sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Moscow tin rằng mọi mâu thuẫn nên được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước Pháp sẽ hỗ trợ mọi biện pháp có thể ngăn chặn sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau vụ tấn công của Iran vào Israel. Trên kênh tin tức BFM TV, Tổng thống Macron cam kết rằng Pháp sẽ cố gắng thuyết phục Israel không tự trả đũa. Ông cũng cho rằng trọng tâm của việc đáp trả nên hướng đến cô lập Iran và thuyết phục các quốc gia trong khu vực tăng cường các biện pháp trừng phạt cũng như gia tăng áp lực đối với các hoạt động hạt nhân của Iran. Mới đây, Indonesia bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang ở Trung Đông và kêu gọi Iran và Israel kiềm chế sau vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Indonesia cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản ứng kịp thời trước tình trạng leo thang nhằm ngăn chặn sự căng thẳng lan rộng sang khu vực Trung Đông. Indonesia nhấn mạnh việc giải quyết công bằng vấn đề Palestine thông qua việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để duy trì ổn định trong khu vực. Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng hàng không Qatar Airways của Qatar thông báo sẽ tiếp tục các dịch vụ bay đến Iran, bao gồm 20 chuyến bay mỗi tuần đến 4 điểm đến Tehran, Masan, Shiraz và Isfahan.